Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Wigo, một chiếc xe ở trong phân khúc cỡ A của bên nhà Toyota. Mà trong cái video ngày hôm nay, cái dịp nửa cuối còn lại của tháng 12, tháng cuối năm 2021 này, Toyota Wigo đang có chương trình giá cực kỳ tốt. Chương trình giá về thanh lý xả kho cho một dòng xe cỡ A hiện tại đang được phân phối bởi thương hiệu Toyota. Toyota Wigo hiện tại đang nằm cùng phân khúc với những cái dòng xe. Khi mà những cái khách hàng mà lần đầu tiên chúng ta lựa xe thì chúng ta rất là hay lựa chọn, ví dụ như là Hyundai Grand i10, hay là VinFast Fadil, hay là Kia Morning của anh chị các bạn ạ. Với Toyota Wigo của bên Toyota, đây là một dòng xe nhập khẩu từ Indonesia các bạn ạ. Mình giới thiệu đến những khách hàng mà chúng ta lần đầu tìm hiểu nhé. Đây là dòng xe nhập khẩu từ Indonesia. Thường thì những cái dòng xe ví dụ như là i10, Kia Morning, VinFast Fadil là những cái dòng xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Còn Toyota Wigo sẽ là một dòng xe nhập khẩu. Đương nhiên khi mà đã nhập khẩu thì chúng ta sẽ không được hưởng ưu đãi về giảm lệ phí, giảm 50% lệ phí trước bạ cho những cái dòng xe sản xuất lắp ráp, áp dụng trong đến hết ngày 30 của tháng 5 năm 2022 tới đây. Tuy nhiên thì Toyota Wigo cũng sẽ có những cái chương trình khuyến mại cực kỳ mạnh mẽ đến từ bên phía nhà máy dành cho cái dòng xe này. Với một phiên bản duy nhất các bạn ạ, Toyota Wigo chỉ có một phiên bản số tự động thôi. Ngày trước thì thời điểm đầu ra mắt ấy có cả phiên bản số sàn nữa cơ. Nhưng mà bây giờ chỉ chúng ta bị cắt bớt đi, chỉ còn phiên bản số tự động của Toyota Wigo thôi. Với mức giá đang để là niêm yết là 385 triệu. Ngày đầu Toyota Wigo ra mắt là 405 triệu. Nhưng mà sau này lùi xuống chỉ còn là 385 triệu là mức giá bán thôi. Sau đó tại thời điểm này mình cập nhật video này thì chiếc xe Toyota Wigo này có những cái chương trình khuyến mại thêm từ bên phía nhà máy, bên phía đại lý nữa, thì mình cập nhật ở đây trực tiếp là giảm 30 triệu cho chiếc xe này. 30 triệu, như vậy giá xe chỉ còn là 355 triệu với chiếc xe Toyota Wigo phiên bản số tự động các bạn ạ. Những cái dòng xe khác mà cái tầm tiền 355 triệu này chắc chỉ sở hữu được phiên bản số sàn, mà có khi là phiên bản số sàn mà thiếu đấy quý chị các bạn ạ. Kể cả những cái so sánh với những cái dòng xe trong phân khúc cỡ A. Vậy thì nếu chúng ta không thích số sàn mà chúng ta thích đi số tự động thì Toyota Wigo thời điểm này chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn dành cho các bạn rồi. 30 triệu tiền mặt, cùng với đó thì bên phía Toyota ở đây mình có cập nhật là tặng khách hàng là 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa. Đó, 1 năm bảo hiểm thân vỏ thì khách hàng chúng ta không phải mua bảo hiểm thân vỏ rồi. Tặng dán kính cách nhiệt, tặng trải sàn da và tặng một bộ ghế da dành cho chiếc xe Toyota Wigo này. Ghế da của ghế của hiện tại đang là ghế nỉ, nhưng mà chúng ta sẽ chuyển thành ghế da. Có một vài đặc điểm có thể lưu ý dành cho khách hàng khi mà chúng ta lựa chọn về Toyota Wigo và những cái dòng xe khác ở trong phân khúc cỡ A, đó là như này. Thì theo mình, nếu các bạn nào mà chúng ta tương đối là thực dụng, cần một cái không gian rộng rãi nhá, thoải mái nhá, thì mình nghĩ rằng hiện tại ở trong phân khúc cỡ A này có chiếc xe Toyota Wigo là một, chiếc xe Hyundai Grand i10 là hai. Đây là hai chiếc xe mà mình thấy là cái không gian ở bên trong cực kỳ là rộng rãi, thoải mái, dù là một chiếc xe trong phân khúc cỡ A, nhưng mà hai chiếc xe này sẽ tạo cái cảm giác không gian thoải mái dành cho các bạn. Toyota Wigo và i10 chắc chắn là sẽ dành cho những anh chị khách hàng mà chúng ta ưa một không gian rộng rãi, đường dài, chúng ta đi sẽ không bị bí. Ở đây mình cũng sẽ cập nhật về cái mức giá lăn bánh của Toyota Wigo để anh chị khách hàng chúng ta có thể nắm được với phiên bản số tự động này. Lăn bánh ở tỉnh là 398 triệu là anh chị đã có thể lăn bánh được rồi các bạn nhé. Một dòng xe nhập khẩu, Hà Nội là 425 triệu và thành phố Hồ Chí Minh thì anh chị chúng ta cần chuẩn bị là 417 triệu. So với những cái dòng xe ở trong phân khúc cỡ A thì Toyota Wigo lăn bánh ở ví dụ Hà Nội là tầm 425, thì những cái dòng xe khác ở trong phân khúc cỡ A này khoảng tầm 4.7, chênh nhau khoảng tầm hơn khoảng tầm là cũng hơn 50 triệu đấy quý chị các bạn ạ. Đấy, em xin nhắc lại nhé, Toyota Wigo số tự động lăn bánh ở tỉnh 398, Hà Nội 425 và thành phố Hồ Chí Minh là 417 triệu đồng nếu các bạn lựa chọn về dòng xe này. Và phương án trả góp Toyota Wigo thì ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu ở đây mình có tính là 98 triệu là anh chị chúng ta mang xe về nhà. Hà Nội là 124 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 120 triệu. Bảo hiểm thân vỏ thì các bạn được tặng rồi nên chúng ta sẽ không tính vào đây nữa. Tỉnh 98 triệu, Hà Nội 124 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 120 triệu đồng với chiếc xe Toyota Wigo này. Với những cái chương trình khuyến mại như thế này về bảo hiểm, về dán kính cách nhiệt, trải sàn da, rồi chúng ta có cả ghế da nữa, thì chiếc xe này nếu các bạn lựa chọn thời điểm này thì chúng ta cũng chẳng phải sắm thêm cái gì cả quý vị các bạn. Một cái dòng xe số tự động
Kiểu dáng bên ngoài của TOTA WeGo thì mình thấy là cũng không vấn đề gì, cũng tương đối là ok. Không gian của TOTA WeGo, lợi thế của nó so với những cái dòng xe trong cùng phân khúc đó là rộng rãi, thoải mái. Đi cảm giác của TOTA WeGo cũng rất là ok khi mà so sánh với những cái dòng xe trong phân khúc này. Có cái điều là về cái phần nội thất của TOTA WeGo thì mình thấy là nó chưa thực sự là trẻ trung. Đấy, nhưng mà nếu như người nào mà thích cái kiểu dáng bền, đồ dùng bền thì bên trong nội thất của TOTA WeGo chắc là có sẽ còn rất lâu nữa nó mới hỏng được. Và trên đó là cái phần cập nhật về một cái dòng xe hạng A mà cũng tương đối là lâu rồi, Topcar VN cũng sẽ cập nhật dành cho những anh chị khách hàng nào mà biết đâu với cái tầm tiền như này, với cái mức giá như này, với một cái thương hiệu như này, chúng ta sẽ lựa chọn trong cái thời điểm cuối năm này thì sao. Và nếu anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì ngay bên dưới góc trái màn hình này có cái số hotline của bên TOTA ở miền Bắc thì các bạn hãy liên hệ với ở miền Bắc. Ở miền Nam thì các bạn hãy cứ liên hệ với ở miền Nam. Với những cái dòng xe ở hạng A này thì chủ yếu hiện tại TOTA WeGo cũng chỉ phân phối hai màu, đó là màu trắng và màu đỏ, quý chị các bạn ạ, sẽ không có màu đen đâu. Hầu như là trong cái phân khúc cỡ A này chẳng có xe nào thiết kế màu đen cả các bạn ạ, vì nhìn nó rất là nhỏ. Những cái xe cỡ A, i10, WeGo Morning, Vaudio rất ít những cái màu tối vì nhìn nó sẽ bé đi xe đi. Và những cái dòng xe hạng A này người ta sẽ chọn những cái xe mà có màu sáng, tạo cái cảm giác cái xe nó rộng hơn, to hơn, quý chị các bạn ạ. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị các bạn trong những video lần sau của Topcar VN. Xin chào.